Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về Business và Lifestyle của Si Phạm. Hôm nay, chỉ với một chiếc xà đơn này, chúng ta hãy cùng nhau tập lưng với phong cách Street Workout. Trước khi vào với nội dung chính, mình muốn mang đến cho tất cả các bạn một cái giveaway. Mình sẽ tặng 2 chiếc quần trong bộ sản phẩm Lightweight Training Gear cho 2 bạn khán giả may mắn nhất. Cách tham gia rất đơn giản, các bạn chỉ việc comment xuống phía dưới phần bình luận mục tiêu luyện tập của các bạn trong mùa hè này, kèm theo tên cùng một con số may mắn có 2 chữ số. Anh nhanh nhất và có con số may mắn gần đúng nhất thì sẽ là người chiến thắng. Còn bây giờ, cùng quay lại với nội dung chính của video ngày hôm nay thôi. Các bạn biết rồi đấy, mùa hè là mùa của các hoạt động ngoài trời. Thế nên hôm nay, mình muốn dẫn mọi người ra ngoài luyện tập để thay đổi không khí một chút với một buổi tập lưng thật chất. Street workout thì phải tập ngoài trời chứ đúng không? Và routine lần này của chúng ta sẽ có 7 bài tập để tấn công cơ lưng cực chất, cùng khởi động cho nóng người và tập với mình nhá. Neighborhood on the scene, neighborhood on the scene, yeah. Tick tock, timeless, fall in, silence. Duo, mileage, take off, pilot. Ready for blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Go, 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 take off, pilot. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thật mạnh mẽ và explosive với 10 rep open and close pull up. Ở đây thì mình sẽ để tay hẹp trước, sau đấy kéo lên thật mạnh mẽ và dứt khoát để có đà mở tay sang rộng rồi tiếp tục kéo. Tay của chúng ta sẽ đổi liên tục như vậy, rộng, hẹp trong khi kéo. Chơi thử nha. Dù để tư thế tay hẹp hay là rộng thì các bạn vẫn tấn công được vào xô và cơ nhóm cơ lưng. Nhưng mà nếu các bạn để ý thì khi chúng ta để tay hẹp, tay trước của chúng ta sẽ được kích hoạt nhiều hơn và có thể hỗ trợ mình kéo một cách dễ dàng hơn. Đây cũng không phải là cái gì xấu, chỉ là một điều khác biệt nhỏ giữa hai động tác cầm tay thôi. Và khi kéo thì mọi người cố gắng đừng để người bị văng ra trước sau quá nhiều nhé. Bài thứ hai là Archer Pull Up. Mình sẽ kéo xa như một cung thủ. Ở đây để thực hiện bài tập này, các bạn sẽ để tay cầm rộng hơn vai, sau đó một tay kéo và một tay sẽ duỗi thẳng ra, giống như là một cung thủ vậy. Và với mỗi tay mình sẽ tập 8 rep như vậy để mình làm mẫu trước cho mọi người nhé. Với Archer Pull Up thì các bạn sẽ dồn được nhiều áp lực hơn vào từng bên xô. Và nếu các bạn đang tập kéo xa một tay thì đây là một bài bổ trợ rất tốt để các bạn có thể nâng cao dần sức mạnh của mình. Tiếp theo là Commando Pull Up. Cầm vào xa, một tay úp, một tay ngửa, sau đó gồng chắc thân dưới và kéo xa vào sát một bên vai. Khi kéo thì mọi người cố gắng gồng chắc người nhé, đừng để người bị xoay tròn. Mỗi bên mình sẽ tập như vậy 10 rep. Bây giờ sẽ là muscle up 8 rep. Bài tập tủ của mình đã chia sẻ với mọi người rất nhiều lần rồi. Mùa bài tập sẽ thử thách sức mạnh của gần như toàn bộ thân trên chứ không chỉ mỗi lưng. Cố gắng kéo thật explosive nha. Như các bạn có thể thấy thì từ đầu đến giờ chúng ta toàn các bài kéo dọc thôi. Vậy bây giờ làm như thế nào để với xà chúng ta có một bài kéo ngang bây giờ?
Và có một bài tập có thể giúp chúng ta làm được điều này, đó là với Inverted Row. Để thực hiện bài tập này thì đầu tiên các bạn cần phải eo sít và giữ người trên xà trước, sau đó kéo người để lưng song song với mặt đất, rồi bắt đầu kéo xà về hướng bụng. Và như vậy là chúng ta sẽ ở trong một tư thế rất giống kéo barbell row. Đây không phải là một bài tập dễ, nhưng là một bài tập rất hay để chúng ta có thể vừa xây dựng cơ bắp, vừa bổ trợ cho các bài tập calisthenics. Một tip để các bạn có thể thực hiện bài tập này tốt hơn, đấy là khi kéo các bạn hãy cố gắng để tay ngang vai hoặc hẹp hơn vai một chút xíu thôi. Nó sẽ giúp các bạn kéo row tốt hơn với biên độ dài hơn và target được vào đúng phần xô của mình. Tiếp theo sẽ là deadlift nhưng mà với xà đơn. Các bạn có thể tưởng tượng ra chúng ta sẽ tập như thế nào không? Ở đây chúng ta sẽ tập trong một tư thế rất là hip hop, đầu đội đất, chân đạp trời. Đầu tiên chúng ta sẽ treo người ở trên xà, sau đó đưa toes to bar, đưa chân lên sát xà và từ đây đẩy hông để đưa cả người lên trên cao. Nếu các bạn chưa tưởng tượng ra được cách thực hiện như thế nào thì để mình làm trước 10 rep nhé. Mọi người thấy cái chuyển động này nó giống hệt deadlift không? Nhưng đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ không phải dùng chân để đạp hay tạo ra quá nhiều áp lực cho lưng dưới, hoàn toàn sẽ do xô và các nhóm cơ lưng của các bạn thực hiện. Một bài tập siêu thú vị đúng không? Và khi thực hiện bài tập này, các bạn hãy nhớ cho mình hai điều. Thứ nhất là hãy cố gắng kéo tay và sát người khi kéo lên và đẩy hông để đưa người thẳng lên trên cao. Và cuối cùng sẽ là 12 rep kéo xa cơ bản. Không nói nhiều, chơi luôn nha. Và đó là cách mình tập lưng với calisthenics. Nếu các bạn muốn mình có một bộ lưng không chỉ đẹp mà còn khỏe nữa thì hãy tập thử routine này nhá. Với mỗi bài tập các bạn sẽ tập tối thiểu là 3 set. Chi tiết về số rep và số set thì mình sẽ ghi ở phía dưới phần mô tả. Đừng quên tham gia mini game để có cơ hội sở hữu hai chiếc quần thuộc bộ sản phẩm Lightweight Training Gear một cách hoàn toàn miễn phí. Cũng như thường lệ, hãy like, subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Sinh Phạm.